Chào mừng các bạn trở lại với nội dung Tiếng dân tộc, học tiếng Mường. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần 21 Gặp lại bạn trong ngày họp lớp qua giọng tiếng Mường của vùng Mường Trong, khu vực Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Đầu tiên chúng ta có câu: Chào bạn, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, bạn có còn nhận ra tôi không? Câu này sẽ được nói thành: Chào bạn, lâu lắm rồi bọn hà chẳng tôn chắc, dầu cổ quán nhân sao hò chẳng. Tôi xin nhắc lại: Chào bạn, lâu lắm rồi bọn hà chẳng tôn chắc, dầu cổ quán nhân sao hò chẳng. Tiếp theo chúng ta có câu: Quên làm sao được, ngày trước bạn bắn bi giỏi nhất trường. Câu này sẽ được nói thành: Khuyên mẫn nó an, ngay trước dầu bắn bi giỏi nhất trường. Tôi xin nhắc lại: Khuyên mẫn nó an, ngay trước dầu bắn bi giỏi nhất trường. Tiếp theo chúng ta có câu: Nhìn đứa nào cũng khác ngày xưa quá. Câu này sẽ được nói thành: Gióm tựa nó y khác man ngày gớm. Tôi xin nhắc lại: Gióm tựa nó y khác man ngày gớm. Tiếp theo chúng ta có câu: Bạn bây giờ chắc đã có gia đình, con cái đủ cả rồi chứ. Câu này sẽ được nói thành: Dầu chưa ni, đang gia đình con cái đủ cả rồi vậy. Tôi xin nhắc lại: Dầu chưa ni, đang gia đình quần cải đủ cả rồi vậy. Tiếp theo chúng ta có câu: Tôi đã một vợ hai con, thằng lớn học lớp 6, con em mới 1 tuổi. Câu này sẽ được nói thành: Họ tả một du hàn quan, lâu nay mười lục thảo, con un 11 tuổi. Tôi xin nhắc lại: Họ tả một du hàn quan, lâu nay mười lục thảo, con un 11 tuổi. Còn bạn thì sao? Tôi nghe người ta nói bạn đã vào Nam. Câu này sẽ được nói thành: Quán dâu xí nó, họ măng măng về dâu tả bầu Nam. Tôi xin nhắc lại: Quán dâu xí nó, họ măng măng về dâu tà bầu Nam. Ừ, tôi vào Nam cũng được 5 năm rồi. Câu này sẽ được nói thành: Ừ, họ bầu Nam y an 5 năm rồi. Tôi xin nhắc lại: Ừ, họ bầu Nam y an 5 năm rồi. Tiếp theo chúng ta có câu: Lâu lắm rồi không gặp bạn bè, cũng gần 20 năm rồi ấy nhỉ. Nhiều bạn bè tôi cũng không còn nhận ra. Câu này sẽ được nói thành: Lâu lắm rồi chẳng quán tôn bạn bè, y khần 20 năm rồi rê già. Nhiều bạn bè họ tả chẳng quán nhân xa. Tôi xin nhắc lại: Lâu lắm rồi chẳng quán tôn bạn bè, y khần 20 năm rối rê già. Nhiều bạn bè họ tả chẳng quán nhân xa. Tiếp theo chúng ta có câu: Bạn giới thiệu một lượt giúp tôi đi. Câu này sẽ được nói thành: Dầu giới thiệu một lượt giúp họ tỉ. Tôi xin nhắc lại: Dầu giới thiệu một lượt giúp họ tỉ. Tiếp theo chúng ta có câu: Đây là thằng Cù Cân, đây là thằng Hải, đây là thằng Thọ, đây là con Phương Cần, con Nga Nguyệt, cuối lớp là thằng Lưu Trung, thằng Đức Ổn. Câu này sẽ được nói thành: Ni là lâu Cù Cân, ni là Hải, ni là lâu Thọ, ni là con Phương Cần,
Ni là con Nga Nguyệt, con ở quê lớp là Lâu Lưu Trung, Lâu Đức Ổn. Tôi xin nhắc lại. Ni là Lâu Cụ Cần, ni là Hải, ni là Lâu Thọ, ni là con Phương Cần, ni là con Nga Nguyệt, con ở quê lớp là Lâu Lưu Trung, Lâu Đức Ổn. Tiếp theo chúng ta có câu: thế thôi, chút nữa các bạn sẽ lên giới thiệu. Câu này sẽ được nói thành: xí thôi, hẹn nữa các bạn mới lên giới thiệu. Tôi xin nhắc lại. Xí thôi, hẹn nữa các bạn mới lên giới thiệu. Cuối cùng chúng ta có câu: hôm nay gặp lại bạn bè, tôi vui quá. Câu này sẽ được nói thành: hôm nay tôn lại các bạn bè, họ mang vui quá. Tôi xin nhắc lại. Hôm nay tôn lại các bạn bè, họ mang vui quá. Như vậy chúng ta vừa kết thúc phần 21, tìm hiểu tiếng Mường trong khu vực Ngọc Lặc, Thanh Hóa thông qua tình huống gặp lại bạn bè trong ngày họp lớp. Trước khi kết thúc bài học, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa tiếng Mường trong toàn bộ hội thoại trong bài học ngày hôm nay. Chào bạn, lâu lắm rồi bọn hà chẳng tôn chắc, dầu cỏ quán nhân sao họ chẳng. Khuyên mẫn nó ản, ngay trước dầu bắn bi dõi nhất trướng. Gióm tựa nó, y khạc man ngày gớm. Dầu chư ni, đang gia đình quán cải đủ cả rồi vậy. Họ tả một du hàn quan, lâu nay mười lục thảo, quán ùn mười một suối. Quán dầu xí nó, họ măng măng về dầu tả bầu nam. Ừ, họ bầu nam, y an đam năm rồi. Lô lầm rồi, chẳng quán tôn ban bế, y khần 20 năm rồi rê giả. Nhiều ban bế, họ tả chẳng quán nhân xa, dầu rời thiêu một lượt giúp họ tỉ. Ni là Lâu Cụ Cần, ni là Hải, ni là Lâu Thọ, ni là con Phương Cần, ni là con Nga Nguyệt, con ở quê lớp là Lâu Lưu Trung, Lâu Đức Ổn. Xí thôi, hẹn nữa các bạn mới lên giới thiệu. Hôm nay tôn lại các bạn bè, họ mang vui quá. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy ý nghĩa, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Trai Sữa Mường, và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.